Nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị đầy đủ hết rồi nhá. Tao đây xong luôn. Úi rồi, tương thân. Thịnh soạn quá nhỉ. Hôm nay phải công nhận vợ mình rất chu đáo. Chuyện vợ mình mà lại. Mà hôm nay có cái việc gì mà thật đấy thôi, mình đã biết cái gì đâu mà bày ra nhiều thế. Này nhá, ông đừng có nói là ông quên hôm nay là ngày gì đấy nhá. Ngày gì? Hôm nay là ngày gì? Ông trả lời tôi hôm nay là ngày gì? Tôi chết. Ôi, thế hôm nay kỷ niệm ngày cưới à? 14 năm rồi cơ à? 14 năm rồi. 14 năm rồi cơ là ông là tàn phá dung nhan của tôi. Ông ăn không ăn hỏng tôi đấy. Bây giờ tính nhẹ nhá, mỗi một năm ít nhất là 1 tỷ. 14 năm là 14 tỷ của tôi đấy. Ông làm nào làm, ông giả nợ tôi đi. Quên ngày cưới. Sao có gì mà nóng tính thế? Chả nóng như sao? Tôi nhẹ nhàng thôi, tôi biết rồi. Tôi xin lỗi vợ. Chú em khi đang đến. Em nào? Thằng Quân, con bá Sâm ấy. Sâm nào? Sâm Huyền đi, Sâm nào? À, Sâm Huyền, Huyền Sâm á? Ừ. Đến đây làm gì? Thì chú đến chơi thì có cái gì đâu mà... Thôi. Tiện. Hả? Lành cái dữ nhiều. Không chơi bời gì cả. Không, riêng chú Quân này thì lành nhiều dữ ít. Ừ. Này, tôi nói cho mình biết cái thời kỳ mà tôi bỏ nhà tôi đi làm kinh tế nhá. Không có chú sang lo lắng cho ông bà nội thì có mà gây to luôn. Tôi không biết. Chú tử tế vô cùng luôn. Tôi không biết nhá. Tử tế đâu tôi không biết. Tôi khẳng định với ông luôn. Riêng cái ngư ý mà đến nhà mình nhá, không vay thì mượn, không xin thì xỏ, không nhờ thì vả, không nợ thì nần, nhớ chưa? Không giao tiếp gì cả. Mà hôm nay đang ngày cưới thì ông đi rủ chú ấy sang đây làm gì? Có phải rủ đâu, thì tiện thể đúng ngày hôm nay thì chú lại điện chú sang chơi. Một công đôi việc tốt quá cái gì nữa. Cái gì mà đôi việc? Tao công sức tôi chuẩn bị kỷ niệm ngày cưới thì ông ấy mang đi, thắp đồ mà đã cả rồi. À, bao lâu đấy nữa? Nó đang đến sắp nơi rồi. Nợ. Sao cái gì đấy? Ok. Ôi trời, chú vào đi. Vâng, chào anh. Anh chị... Ô, chú ngồi đây. Anh chị chuẩn bị ăn cơm mà. Chú ngồi luôn đây đi. Chị đâu ạ? Không, cơm nước gì đâu. Giờ chờ chú sang đây làm cốc bia cho mát, lâu lắm anh em mình mới gặp nhau. Vâng, tóc chú đáo quá. Lâu lắm mới lại hàn huyên với nhau. Dạ vâng. Bác Quang ơi, có khi là em cũng xin phép được vào việc luôn được không bác? Ừ, có việc gì cứ từ tới đây, tao vừa uống vừa nói chuyện. Thôi thế này, công việc nó cũng gấp anh ạ. Tình hình là vợ em thì đang nằm viện. Ô, này, vợ đang nằm viện mà có ra đây uống bia đấy. Vào viện với vợ đi chứ đi. Khổ quá, thì em cũng vừa ở đấy ra anh ạ. Vợ em nằm mấy hôm rồi. Thế nhưng mà hôm nay thì người ta đưa cái hóa đơn hơn 60 triệu. Thế thì em cũng gom góp cả nhà cả cửa vào, rồi vay mượn anh em bạn bè cũng được gần 30 triệu. Hiện tại thì còn thiếu 30 triệu nữa. Cho nên là em cứ mạnh dạn sang để thư chuyện với cả hai bác, cho em vay trong khoảng thời gian ngắn nhất. Khi nào vợ em khỏi bệnh thì em sẽ thu xếp em gửi trả cho hai bác. Chứ thực tế là trong cái lúc dịch dã như thế này em cũng khó khăn quá. Khổ thật, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tự nhiên thế nào cô đi viện thế này chết. Dạ vâng. Cái vấn đề tiền nong thì với anh nó không quan trọng, nhưng mà thực sự ra thì chú biết rồi. Dạ. Là anh là cô cầm kinh tế cả. Dạ vâng. Chị là nắm kinh tế cho nên, nhưng mà chị cũng rất thoải mái, rất thoáng. Để có gì để anh hỏi ý kiến chị đang hai vợ chồng anh bạn nhá. Dạ dạ vậy. Chú Quân đấy à? Chị ạ. Thế cơm nước gì chưa? Dạ em chưa chị ạ. Em vừa mới từ ở trong viện ra đây. Em lên thẳng. Anh ơi, em thưa chuyện với chị. Thôi không cần phải thưa chuyện. Chị thật lúc nãy chị ở trong kia chị cũng nghe được câu chuyện rồi. Dạ vâng. Thương quá chú ạ. Dạ. Đang phải buồn mà khó khăn thế này cô ấy nằm viện. Dạ. Anh chị là hết sức chia sẻ. Anh em mình là một gia đình. Dạ. Mà một gia đình là phải chơi hết mình. Dạ vâng. Dạ. Vừa nãy thì chú đề cập cái chuyện mà vay tiền thế là chị giận đấy. Chẳng may mà hàng xóm láng giềng người ta nghe thấy thì người ta lại cười anh chị. Dạ. Nên là chị quyết định là chị không có cho vay mượn gì đâu. Dạ. Nhá. Chị là chị cho luôn. Dạ. Bây giờ hàng xóm tối lửa tắt đèn người ta còn giúp nhau được chứ nói gì mình là gia đình, đúng không? Đấy, vừa hàng xóm lại vừa là gia đình. Đấy. Dạ, vâng. Rồi ta uống một tí đã. Uống đi, chị chia sẻ tiếp nhá. Vâng. Vui vẻ. Dạ vâng. Việc nào đi việc ấy. Dạ vâng. Việc nào thì cô cũng đã nằm viện rồi. Dạ vâng. Phải nói thật với anh chị là cái chặng đường từ ngoài viện về đến đây ấy, em cũng rất là bối rối, cũng rất là bế tắc. Nhưng mà khi chia sẻ với anh chị xong, anh chị lại nói với em những câu nói rất là thoải mái. Em giải tỏa được cái áp lực trong người anh ạ. Đúng là anh em mình là một gia đình. Một gia đình là phải thương hết mình anh nhờ. Dạ vâng. Thương thì thương chú ạ. Dạ vâng. Nhưng mà cũng phải nói thật thế này, khó khăn cũng khó khăn chung. Dạ vâng, em biết ạ. Có phải là khó khăn mình nhà chú đâu. Dạ vâng. Anh chị cũng khó khăn lắm, còn con cháu học hành các thứ nữa. Dạ vâng. Thế nhưng mà thôi, như lúc nãy chị nói đấy, vâng, không có vay mượn cái gì đâu. Dạ. Biết là cô chú thiếu. Dạ vâng. Chị quyết luôn, cho chú 300. Hả? Cái gì? Này, chú cần 30 triệu thôi, làm sao mà mình cho những 300 triệu thế? Cái gì mà 300 triệu? Tôi nói là cho cô chú 300.000. Cái gì ạ? 300.000 ạ? Chú thông cảm, nhưng cái này là 300 là chị cho nhá. Chị cho xong rồi chú về chú mua đường sữa vào thăm cô cho anh chị. Chị ơi, chị tí. Em đang thiếu là 30 triệu. Chị biết rồi. Cái phác đồ điều trị người ta cần thanh toán hóa đơn là hơn 60 triệu. Em đã lo được 30 triệu rồi ạ. Chị biết rồi, chú cứ yên tâm nhá. Chị quyết định là chị sẽ cho vay. Nhưng mà chị cho cái 300 đấy là chị cho riêng. Dạ vâng. Còn chị vẫn cho vay cơ mà. Dạ vâng, Chị cho vay 3 triệu. Đấy, chỉ phải trả chị là 2,7 triệu thôi. Còn 300 ấy thì chị nhớ là chị nói là chị cho đấy nhá. Không được giả lại đâu. Vâng. Anh chị nói thế thì em cũng hiểu ạ. Thì thực tế là ai cũng khó khăn, gia đình nào cũng khó khăn cả. Vợ chồng em thì nó cũng không may mắn rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Thì em cũng cảm ơn anh chị đã... Chú khách sáo quá. Anh em chung một nhà với nhau thì nói từ cảm ơn. Dạ vâng ạ. Đây. Chị đưa chú thì chú về chứ còn lo việc không có gì. Đấy, thấy không? Này, cả nhà cả cửa còn có đúng 3 triệu. Dạ. Đây nha, 300 chị cho. Dạ. Đấy, chỉ phải giả chị là 2,7 triệu thôi. Chị nhớ chưa? Dạ vâng, cảm ơn anh chị ạ. Thôi thì một miếng khi đói bằng một gói khi no, chú nhá. Dạ vâng, có tình cảm. Thôi, nào, thôi mấy anh em mình về. Uống đi, uống đi cho nó mát. Thôi, hết bia rồi, bia, lấy bia đây. Hết rồi. Hết thì mình đi mua đấy cái. Không, chú mua. Chú ngồi đây chờ anh chị nhá. Anh xuống làm mấy lon đấy. Ngồi uống cho nó thoải mái. Mấy khi anh em mình ngồi với nhau. Vâng, anh ơi thôi thế này. Chả mấy khi em đến nhà anh chị, anh cứ ngồi đây để em đi mua cho nhá. Anh nhá. Chú lấy đâu ra tiền mà mua? Chị cũng vừa đưa tiền cho em đây. 300 mua quà cũng chả hết đâu. Em chạy xuống làm thêm mấy lon nữa uống cho mát anh nhá. Anh chờ em một tí nhá. Làm thế áy náy quá. Áy náy cái gì mà áy náy? Chú đến thì tôi chả cho vay đấy còn gì nữa. Vẫn biết là cho vay nhưng mà chú mua mấy lon bia cho nó 300 bây giờ bắt. Thì tất cả là tại ông. Út hết rồi thì thôi, ông thì bảo tôi xuống tôi mua. Tôi có bảo chú xuống mua đâu. Thôi kỷ niệm ngày cưới ta uống với nhau cái đi. Anh chị ơi. Không ngờ là ở khu nhà anh chị đây cũng có nhiều người nghèo anh chị nhỉ? Trời nắng chang chang đấy em mua bia xong lại thấy mấy bà cụ còn vé số. Có 2 bà bán, thế là em còn thừa mấy đồng tiền lẻ thì em mua luôn cho mỗi bà một tờ. Thôi em gửi bác một tờ, em một tờ. Biết đâu là chú đưa đấy chị. Sổ số à? Dạ vâng. Lộc thì đưa đây. Nhưng mà chị nói thôi, gấp một cầm cho nó vui thì trúng là ra được. Dạ vâng. Thế thôi thì anh chị mỗi người một tờ. Biết đâu lại có tên Lộc nhỉ? Thôi. Thưa hai bác là hai bác hôm nay bọn anh sang đây có việc gì ạ? Làm chén chè cung đình cho nó ngọt lọng. Dạ. Hai bác ăn mặc sang trọng hôm nay chắc là nhà ta lại có sự kiện à? Chú có phải uống nước đi, rồi anh chị sẽ thưa chuyện cho chú. Còn nhỡ chú thì nó vật tụt huyết áp. Mà chị nói nhé, đỡ sốc. Cái này nó không thể gọi là sự kiện được, người ta gọi là đại sự kiện. Đấy, hiểu. Chú Quân này, dạ, hôm qua chú nói với chị là chú muốn vay anh chị 30 triệu đúng không? Dạ vâng ạ. Đây, cục này 300 chỉ cho. Cái gì ạ? 300 triệu anh chị cho nhá, không cần phải thối. 300 triệu. 300 triệu anh chị cho em. Sao Em không dám nhận đâu ạ. Chị sẽ không dám nhận, cứ Cẩm lấy. Tình cảm chú anh chị cho chú Cẩm không phải thối. Thế nhưng mà khổ quá, Lộc bất tận hưởng, chú buồn cười rồi. Đấy, Lộc của cái gì? Cái tán Lộc đấy. Cái vé số đấy. Cái vé số đấy. Cái vé số hôm qua em mua. Xong em tặng anh chị ạ. Thế thì đúng là em chúc mừng anh chị ạ. Anh chị ơi, thế tờ vé số hôm qua chú có bao tiền ạ? 11 tỷ! Lộc chú đấy, mang lại cho anh chị đấy. Tiền quá thế. Tôi nghĩ lại rồi. Thế không phải là Lộc chú mang cho vợ chồng mình, mà chính ra là Lộc của vợ chồng mình đấy giờ cho mình. Đấy. Mình biết sao, bởi vì hôm qua là kỷ niệm ngày cưới vợ chồng tôi là 14 năm. Hôm nay thì tôi được trúng cái tờ vé số là 14 tỷ. Thế thì có phải là nó liền vào với nhau không? Đấy. Thế thì có phải là ma đưa lối lúc quỷ dẫn đường. Dạ vâng, đúng là đại sự kiện anh chị ạ. Vui quá. Nhưng mà anh chị ơi, số tiền này lớn. Thế nhưng mà em nghĩ là... Không phải khách sáo, chú cứ Cẩm lấy đi cơ. Vâng vâng. Bày nhiều, anh chị cho là anh chị cho. Có thể chị đòi lại chú cứ Cẩm lấy đi nhá. Vâng vâng ạ. Cái này đúng là Lộc bất tận hưởng. Anh chị cũng đã nhớ đến em. Và... cho em một ít lộc như thế này. Trong lúc khó khăn thì em cũng chẳng biết nói gì hơn là cảm ơn anh chị. Thôi em xin phép để em về em lo cho vợ em ạ. Về đi nhá. Xin phép anh chị, em về nhá. Cảm ơn anh chị ạ. Mà lo cho vợ đi. Giời ơi, gớm chả Cẩm ngay, Cẩm vội còn sĩ diện. Nhưng mà tóm lại là mình làm sao? Chung những 14 tỷ cho chú được có 300 triệu. Ăn nhiều thế không sợ hóc. Ai hóc? Ông bảo ai hóc? Hóc làm sao? Hóc tôi cũng nuốt. Rồi sao thì tính sau. Mà tóm lại đây soi chuẩn chưa? Gớm người ta soi như từng con số một sao cũng chuẩn. 14 tỷ của em. Trời ơi, sổ kiến thiết miền Bắc 14 tỷ của em á. Ôi trời ơi, 14 tỷ em mua cái gì bây giờ? Miền Bắc á? Cái tờ số này của Bến Tre mà. Số lâu thế không biết nữa. Alo, hai ông đến chưa? Nhanh lên nhá. Nước ông bảo tôi gọi hết rồi đấy. Nhá. Thế con ơi, tôi đến rồi. Này. Ông hẹn tôi từ 6 giờ rủ cả nhóm đi diễn. Thế bây giờ 9 giờ tôi mới đến là sao? Khổ quá. Tôi đến sớm chứ, nhưng mà chờ ông Luyện qua đón lâu quá. Sao lại chờ Luyện qua đón? Ông có biết không? Nhà tôi thì ngay gần đây. Nhà bố này thì xa ơi là xa, bắt tôi đi đón. Bảo sao chả đến muộn. Tiện một xe đi hai người luôn làm gì nữa. Ông có biết từ nhà tôi đến nhà ông là phải qua bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu cây đèn đỏ không? Thôi. Ngủ nhanh còn đi diễn. Muộn giờ rồi. Gọi xúc xích à? Thì ông bảo tôi gọi xúc xích còn gì. Thôi anh em uống nhanh rồi đi diễn đi. Em ơi, mai ông qua đón tiết kiệm được mấy chục tiền xe ôm ấy. Tính tiền cho anh nhá. Ông trả tiền đi rồi còn đi. Đi. Trả tiền á? Ông trả luôn hộ tôi gái. Hôm sau tôi trả. Sao lại hộ? Ông là người cầm quỹ của cả nhóm. Lại bắt tôi trả tiền là sao? Hôm nay tôi không mang ví. Hộ cái nhá. Có mấy cái cốc nước, mấy cái xúc xích, cái gì đâu. Trả nhanh. Đi. Thì gọi 3 cái xúc xích cầm cả 3 cái à? Không chấp nhận được. Đây không phải là lần đầu tiên nhá. Không hiểu sao nhà ông ngay đây rồi. Nhà ông ở tít đằng xa. Thế mà lại gọi ông đến đón. Tiết kiệm được tí xăng mà mất bao nhiêu thời gian. Theo tôi ấy, không thể để tình hình này xảy ra thêm một lần nào nữa. Ông phải nghĩ cách, phải trị cho bố này, bỏ ngay cái tật này đi. Được đúng rồi. Không? Ông cứ yên tâm. Nhất định là tôi phải dạy cho lão Tàng bài học. Thôi, ông đi ra trước đi, tôi tính tiền đã nhá. Alo, ông Quân à? Hôm nay rảnh không? Tôi mời ông và Luyện qua nhà tôi ăn lẩu. Được không? Hôm nay tôi lo. Nhá, các ông thích ăn lẩu gì? Lẩu cá à? Ok, tôi lo hết nha, chỉ việc mang người qua đây ăn lẩu với tôi thôi. À này, tiện đường ông mua giúp tôi con cá thôi nhá, mọi thứ tôi lo hết rồi. Ông thích ăn cá gì ông mua cá đấy nhá. À này, còn dặn Luyện là mua cho tôi ít rau với lại ít nước lẩu, thế thôi, không cần gì nữa đâu nhá. Tôi lo hết rồi, các ông chỉ mua giúp tôi thế thôi nhá, tiện đường. Qua luôn, nhanh. Đó. Câu nhận là bữa mẹ ngon mà con cá Quân mua đậu được ấy, con ấy ăn tuyệt vời ấy nhờ. Chuyên Huyền, tôi nói ông nghe nhá, cái chỗ mà tôi lấy cá ấy, nó là cái mối mà chuyên phân phối cho tất cả những cái nhà hàng nổi tiếng, những nhà hàng 5 sao ở Hà Nội đấy. À được đấy, đúng là mua ở cái chỗ đầu mối mà phân phối có khác. Nhưng mà cá ngon rồi mà cái nước lẩu Luyện mua ngọt. Ngon đúng không? Uống tôi hút sụt từ nãy rồi. Biết quán nhất lẩu anh em mình hay ngồi không? Biết quán. Tôi vào đấy để mua nước lẩu đấy. À hồ đúng rồi. Mà cả cái rau ông mua. Chả thế à? Rau ngon đúng không? Ăn rau đấy không phải là rau ngoài chợ đâu. Rau ngoài chợ là người ta phun thuốc sâu. Còn đây là bà cụ gần nhà tôi ấy, trồng rau sạch. Thôi anh em mình không sao ngồi ra. Thôi các ông rượu chè rồi bắt taxi về, nó đến rồi kìa. Thì trước khi về thì ông phải thanh toán tiền cá với cả tiền rau, nước lẩu, phải Luyện chứ. Ông bảo ông mời không à, đúng không? Cái ông buồn cười thật. Tôi mời nhưng mà tôi đến đây tôi đầu tư địa điểm rồi, đầu tư rồi bát đũa rồi là nước mắm nước muối rồi. Mỗi người một tí, không phải. Hôm sau anh em mình ngồi nhé. Ok, về. Con ạ. Quên gì? Còn cái tiền cát xe hôm trước mà cái hôm mà 3 cái xúc xích ấy, cho tôi xin đấy. Đúng rồi. Tôi nhớ mà. Tôi vừa chuyển rồi còn gì nữa. Chuyện đâu ông điêu, tôi có mấy chén nó đã say đâu. Tôi vừa mới chuyển trực tiếp vào bụng ông rồi còn gì nữa. Ông say nhá, ông gì? Ông nói linh tinh cho tiền lại chuyển được vào bụng. Thế bây giờ tôi nói ông nghe nhá. Cái tiền cát xe hôm trước của ông là 500.000 đúng không? Hôm nay tôi mua cá hết 350 này. Đúng rồi. Rồi là 150 là tiền nước lẩu với cả rau đúng không? Ôi cộng lại là chuẩn 500 luôn. Chuẩn 500. Chuẩn hết. Đúng không? Đúng không? Ông nghĩ kỹ mà xem. Thôi, hai anh em tôi về nhá. Anh em mình về đấy. Nhưng mà đây. Hóa ra là mình lại phải mời à? Dậy đi! Mấy giờ rồi mà còn ngủ như thế này hả? Ra nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Ai lại đàn ông đàn an gì? Dậy! Biết như thế này, tôi ở vậy chứ không bao giờ tôi thèm lấy chồng nhá. Dậy! Dậy anh lên! Dậy! Dậy! Này, tôi nói cho anh biết nhá, sức người nó có hạn thôi nhá. Tôi không thể chịu được nữa rồi. Hả? Ngủ lên đi. Hôm nay đến ngày đi đón con Xanh về rồi đấy. Đi ngay ra chỗ mà tôi chữa bệnh cho nó, đón nó về cho tôi nhanh lên. Cái con đấy, con Xanh nó là cái con thú cưng của cô. Đi mà chăm sóc. Để tôi nghỉ một tí tôi lại còn phải ra chợ. Đi dậy đón nó cho tôi đi nhanh lên. Bây giờ tôi cũng muốn nghỉ một tí, làm sao? Nghỉ từ sáng đến giờ chưa đủ à? 8:30 mấy. 11:30, 12 giờ kém rồi. Sao bảo 8:30? Hả? Thế bây giờ như nào? Có đi đón nó về cho tôi không? Không! Được rồi, ngồi đấy đi. Đi ra cho người ta ngủ đi. Đi ra, cứ ngồi đây đấy. Ngủ nhờ tí đi, thì gan với nhau làm cái gì. Bây giờ này, tôi nói thật với bà nhá. Ước ao lớn nhất của cuộc đời tôi ấy là ngủ một tuần liền. Nên ra cho người ta đi ngủ. Tôi đi, đi đâu làm gì thì làm đi. Vẫn kiên quyết ngủ đúng không? Nhìn thấy sao mà phải hỏi. Được rồi, để xem ai thi gan giỏi hơn ai. Đúng rồi, thách nhà giàu húp tương. Này, ngủ là nghề chính của tôi nhé. Mom nói mà mồm nó không lên được da non. Anh chửi tôi bảo. Thì sao? Bên tôi hỏi là anh một lần cuối. Sức người nó có hạn thôi, anh có đi đón nó về cho tôi không? Tôi nãy giờ nói không hiểu gì. Không bao giờ. Không bao giờ được rồi nhá. Đã thế nhá, tôi cấm anh di chuyển ra khỏi cái chỗ này nhá. Anh cứ Cô thề đấy. Tôi thề với anh đấy. Anh mà di chuyển ra khỏi chỗ này nhá, tôi mà nhìn qua camera mà tôi biết anh di chuyển ra khỏi chỗ này, tôi về tôi băm chết anh. Rồi, tôi mà rời khỏi chỗ này nhá, tôi không bằng con xanh. Rồi, ngủ đi, ngủ đi. Rồi ôi, sợ. Sợ quá cơ. Nghề chính đây là ngủ. Đã thế à? Để xem ai thắng ai. Thích thì gan đi, rốt luôn ở nhà. Thi gan đi, cứ nằm nguyên ở đấy. Quái nhỉ? Bị hâm à? Hay là bị câm nhỉ? Sao nhìn thấy trộm mà lại không phản ứng gì nhỉ? Thử vào phát nữa xem nào. Mất của còn hơn là mất mạng. Sao lại mất của là hơn mất mạng là như nào hả? Bà bị làm sao đấy? Tôi chả bị làm sao cả. Bà mất trí nhớ à? Hả? Thế ai dặn tôi là phải nằm im ở đây? Nếu mà nhúc nhích cử động hay là di chuyển khỏi đây thì bà lấy mạng tôi, bà lấy dao mà chém băm tôi ra từng mảnh. Tôi khôn lắm. Ôi, thế này thì tôi chết mất thôi. Tôi thấy nếu mà như thế này ấy, thì ông còn ngu hơn cả con xanh ấy. Ôi ơi, cái đồ đạc của tôi đâu hết rồi thế này. Trời ơi. Thế là thế nào? Mất hết rồi. Báo công an. Mày đi ra đây. Mày đi ra đây. Bố tha cho con bố. Tha với chuyện gì? Tao không tha. Mày ra đây cho con. Này. Dạ. Trung. Dạ. Tao đã làm gì mày đâu mà mày khóc lóc mày van xin hả? Con biết bố định đánh con. Nín, nghe bố hỏi và trả lời rõ ràng cho bố nhá. Trung. Dạ. Bố hỏi con tại làm sao? Tại làm sao con lại học giỏi nhất lớp? Tại làm sao con lại học giỏi hơn con người ta? Hả? Trung, trả lời cho bố biết xem nào. Bố. Hả? Bố nói cái gì đấy? Bố đang hỏi con đấy. Con học giỏi nhất lớp bao giờ? Mày khẽ cái mồm cho tao xem nào. Sao mày mồm cứ toạc toạc lên, người ta nghe chết bây giờ. Thế ý bố là muốn như nào ạ? Ý bố ấy là con phải học bớt giỏi đi, hơn bạn nhiều quá là bố cũng thấy ngại. Bố hả? Bố cũng nói cái gì vậy? Làm sao? Con không học giỏi bao giờ đâu. Giỏi ôi, cái mồm mày như cái mồm ấy. Tóm lại bây giờ bố trông chờ con cái điều gì? Bố trông chờ con là con phải đỗ đại học. Bố đã đi khoe với cả làng cả tổng là con đỗ vào trường đại học danh giá nhất cả nước về IT rồi. Cái điều đấy dường như là quá xa vời đối với con. Con cần gì phải học, con cứ như bố ấy. Có học hành gì đâu, đây vẫn nhà cao cửa rộng cái đây, đúng không? Khẽ cái mồm thôi, không người ta nghe thấy hết bây giờ. Mà bố thấy ai bảo mày học không giỏi. Riêng về internet nhá, bố thấy mày cầm điện thoại mà cứ như thế mà không giỏi à? Ôi, hôm nay con bản lĩnh với bố một lần, con nói thật, đây là con chơi game, con không học hành gì đâu. Thế à? Thế nhưng mà thôi, bây giờ mày muốn làm gì thì làm, nhưng mà bố đã chót khoe với cả làng cả tổng là mày kiểu gì cũng đỗ đại học rồi, nên là năm nay mày phải thi đỗ trường đại học internet cho bố nhá. Bố đấy là còn chưa kể nhá, bố đặt bên nhà bác lớp lợn đấy một con lợn rừng nguyên con 100 mâm, mời hết mọi người rồi. Con đỗ đại học là đến ăn mừng thôi. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim à? Rồi đã bảo cái tài năng với cái năng khiếu của con mình bố phải biết là con không học được đâu, mà bây giờ bố lại cứ nhồi nhét vào là thế nào? Con không làm được đâu. Tao không cần biết, nhưng nếu như mà mày không thi đỗ đại học ấy thì mày đừng có trách tao. Bây giờ nhá, mày không cần phải làm gì cả. Lên trên phòng, ăn uống cơm bố bê lên tận phòng phục vụ mày. Mày chỉ có ăn và học. Con tự biết lượng sức mình, biết cái sức mình ở đâu, không đỗ được đâu. Mày làm sao cứ bàn lùi. Tao đã nói trước rồi là tao đã lo hậu sự cho mày như thế rồi đấy. Giờ là hậu sự cái gì? Tức là tiền sự đấy, đặt lợn bắt lớp lợn nữa đấy. Tóm lại bây giờ con học cho bố ấy à? Thế nha, chịu. Ok, cứ bắt học. Cái thằng này chết rồi. Thôi con ơi, cố gắng là mình chỉ cần đỗ đủ điểm thôi, đừng có thừa nhiều điểm quá, không hàng xóm láng giềng người ta lại cười cho, người ta lại bảo mình học giỏi quá. Đấy, cô Mai ạ, mày quá có cô đấy. Nhà có hai bố con neo người. Tôi ấy là phải lo hết cái việc ở trang trại, xong là mới nhờ được cô đi lên trên kia để thăm thằng Trung nhà tôi đấy. Ui giời ơi, có cái gì đâu hả bác? Cháu là cháu tiện đường lên trên này thăm con thỏ nhà cháu, thành ra là đưa bác đi luôn. Đấy, thằng Trung nhà tôi ấy, thằng ấy nó lại được cái nó thông minh từ nhỏ. Ôi giời ơi, bác còn mong đợi cái gì nữa? Mà eo ơi, cái thằng Trung nhà bác, cả làng cả xóm này ai cũng mê đấy. Làm gì có ai vừa học giỏi lại vừa ngoan ngoãn như nó đâu. Cái hồi nó còn đang học ấy, mấy cái trường ở bên Mỹ, mấy cái trường đại học nổi tiếng ấy đã sang tận nơi để xin nó sang bên Mỹ để làm ấy. Nhưng mà tôi ấy, nhà có hai bố con tôi không đồng ý cho đi. Người ta cũng bảo là cho cả bố sang cùng. Nhưng mà tôi việc trang trại còn đầy ra đấy, làm sao mà nỡ mà vứt cả đấy mà đi theo nó được. Mình cũng có việc của mình chứ. Ô cái gì cơ? Đi sang Mỹ quá? Ôi, bác có biết là bọn cháu chỉ mong đặt ngón chân lên trên đất nước Mỹ thôi mà không được. Đây bên đấy còn nghe danh của thằng Trung cả. Có cái gì đâu cô. Con cái là của để dành. Mình nuôi nó đến tầm này rồi, còn vài năm nữa nó lấy vợ, xong rồi nó đẻ cho tôi một hai thằng cò nữa là tôi hoàn thành nhiệm vụ. Trời ơi, cái này bảo sao mà cả làng cả xóm này cứ suốt ngày bảo sang học tập thằng Trung nhà bác. Sắp đến chưa cô nhỉ? À đấy, chỗ cháu đệm đang chuẩn bị đến chỗ thằng Trung nhà bác rồi đây này. Ủa, nhanh thế đấy. Từ nhà lên Hà Nội bây giờ đường xá có thuận lợi, đi có mấy chục phút là sắp đến nơi rồi. Sướng nhá, hai bố con lại gặp nhau rồi nhờ. Ôi giời, mày đi đứng kiểu gì ấy? Tao tạt tay cho mày vỡ mũi mày ra bây giờ. Okay. Nhìn cái mũi mày thì mũi giả đúng không? Đây 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 đây. À, úi dồi, thằng Trung ấy cả. Ô, không nhận ra chị à? Trung Anh tên ở quê, tao lên đây gọi là Trung đầu bò. Đúng rồi, đã Trung đầu bò. Rồi Tùng ơi, bác Tùng ơi. Ôi trời, con của bác bây giờ thành Trung đầu bò lúc nào này? Bố. Con, bố lên đây làm gì? Thì bố nhớ con, bố lên bố thăm con mà. Thế nhưng mà em nó đang làm trên ngân hàng, sao không hề đi đâu này? Làm gì này? Ngân hàng gì? Ngân hàng tín dụng cho vay, bốc lãi, thu họ. Hóa ra là tín dụng đen à? Cầm đồ à? Đúng rồi. Sao cả làng cả xóm này ngưỡng mộ em lắm đấy? Ngưỡng mộ như nào? Do mồm bố em thổi phồng lên chứ ngưỡng mộ cái gì em? Thiếu nửa điểm vào đại học Harvard Mỹ là như nào? Nửa điểm cái gì? 12 điểm thì em thi được 6 điểm. Tức là cháu nó thiếu nửa số điểm. Nửa số điểm chứ không phải là nửa điểm, là 0,5 điểm mà. À đúng rồi. Ôi trời ơi, bác Tùng ơi, thật sự ra là làng cái xóm này cũng biết tính bác hơi nổi rồi, nhưng không nghĩ là bác nổi đến mức như này đâu bác ạ. Thôi, cô Mai, tôi xin cô này, cô về cô đừng kể với làng xóm, không tôi xấu hổ lắm. Kiếp này là chỉ tôi với cô biết thôi nhá. Ôi, bố, đến nước này rồi bố còn che giấu cái gì? Cả cái làng, cả cái xã nó biết rồi. Bạn thi cùng con nó biết con trượt rồi. Thôi. Thôi. Hóa ra là mọi người đều biết hết rồi à? Biết hết rồi. Chứ còn gì nữa. Trời ơi. Cô Bình! Ôi! Cô Bình! Ôi! Này! Chị ở đâu xong ra đấy? Cô đi nhanh quá! Chị ở đâu không quan trọng. Cô Bình ơi! Từ sáng chị chưa bán tờ nào. Cô mua chị một tờ cái, giải vía cho chị cái. Không hiểu hôm nay ra ngõ gặp ai mà chị chưa bán tờ nào cả. Hộ chị một tờ thôi cũng được. Em không mua bán đâu. Cái tờ này á, cái tờ này nó lên đến 3 tỷ đấy. Mua chị một tờ thôi. Em không bao giờ trúng đâu. Đã được. Cô Bình ơi! Chị bảo chính vì cô nhẹ vía nên chị nhớ cái vía của cô mua hộ chị một tờ thôi cũng được. Chị ơi, em nhẹ vía nhưng mà chị nặng vía lắm. Ôi trời, cô Bình ơi, chị bảo. Rồi, cô Bình, chị ơi, bỏ ra. Cô mua chị một tờ rồi. Rồi. Trời ơi, khổ quá, cái bà đi nó kiểu gì đấy? Tí nữa thì gãy cái ghế tràn kỷ của tôi. Chỉ lo cho cái ghế, không lo cho vợ à? Hả? Thì bà làm sao, làm gì mà chạy kinh? Thôi xẻo thế, đang vội thì chớ gặp ngay con Mụ Linh, quay vào ngay. Làm sao mà phải quay vào? Biết Mụ Linh bán vé số không? Biết, bán vé số gần nhà mình thì sao không biết? Thế anh không cập nhật gì à? Gì? Con Mụ Linh đấy nổi tiếng là xui xẻo nhất cái làng này đấy. Xui xẻo sao? Biết ông nội không? Ông nội mình mất rồi. Không phải ông nội mình à. Ông Nguyễn Văn Nội. Nguyễn Văn Nội xóm bên đây gì? Đúng rồi. Nói Nguyễn Văn Nội. Em kể cho anh nghe nhá. Hôm đấy nhá, ông ấy vừa đi ra đường gặp bà Linh một cái. Một lúc sau, phi xe máy không hiểu đi thế nào đâm nguyên vào cái thùng rác, gãy nguyên cả hàm răng luôn. Thế là biệt danh nội móm này do bà Linh à? Chính xác chứ còn gì nữa. Đây còn chuyện này nữa nhá. Biết bà ngoại không? Bà ngoại mình mất theo ông nội rồi. Bà Bùi Thị Ngoại. Bùi Thị Ngoại cũng ở xóm bên đấy gì? Đúng rồi. Nói là bà Bùi Thị Ngoại. Hôm đấy nhá, bà Bùi Thị Ngoại vừa gánh nước ra giếng làng một cái. Cái gì? Sao lại gánh nước ra giếng làng? Thế là... gánh làng ra giếng nước. Gánh nước ở giếng làng? Không phải, anh là nói cũng sai nốt. Tóm lại là ra giếng làng gánh nước. À đúng, đây. Đây, đúng rồi. Đấy. Thế mà trên đường đi nha, anh biết nhá, gặp Mụ Linh một cái, chả hiểu làm sao tự dưng lao đầu xuống giếng làng. May mà lúc đấy nhá, có ông nội đi qua túm được chân bà ngoại, không là chết rồi đấy. Thế là cái vụ nổi tiếng ông nội cứu bà ngoại là từ đấy đấy à? Đấy. Nguyên nhân là do bà Linh à? Đấy, nguyên nhân là do bà Linh. Không, em muốn kể chuyện này nó nghe nó còn kinh hãi hơn cơ. Chuyện gì? Anh có biết đàn chó nhà bà Tuất không? Đàn chó nhà bà Tuất tôi quan tâm làm cái gì, biết bà Tuất gì quan tâm gì đàn chó nhà bà. Nhưng lại cần quan tâm đấy nhá, em nói cho anh nghe này. Hôm trước nhá, con Mụ Linh vừa đi qua nhá, liếc, chỉ là liếc nhẹ thôi nhá, không phải liếc nặng đâu nhá, đàn chó nhà bà ấy. Thế mà hôm sau nhá, cả một đàn chó con lăn đùng ra chết hết. Kinh thế cơ. Chứ con Mụ này có khi nó là quỷ không phải là người. Đúng rồi, có gì nữa. Vừa chiều hôm qua tôi gặp nó. Gặp á? Lại mời anh mua vé số à? Chỉ thấy bà đấy cũng là tí tuổi đầu đã quá chồng, đáng thương cho nên tôi mua vé số cho bà. Ôi ôi, Anh không thấy à, đấy, chồng bà ấy nhá, còn trẻ trung như thế, khỏe mạnh như thế mà gặp bà ấy còn chết nữa là anh là còn đi mua vé số cho bà ấy à? Đúng. Anh ngồi im đấy. Để. Làm gì? Cái vé số đâu? Vé số đâu? À, đây. Đấy, đốt ngay lập tức, đốt vía ngay lập tức, nếu không có khi tôi mất anh ấy. Chú Thái của mình ơi! Chú Thái của mình! Chú Thái! Chú Thái của mình ơi! Chú Thái của mình ơi! Nào, may mắn nào. Cha đi. Vía lành thì ở vía dữ thì đi, vía lành thì ở vía dữ thì đi, vía lành thì... Này, chú Thái ơi! Eo ơi, ai lại làm ăn thế bao giờ? Hàng xóm láng giềng đi qua còn nhìn mặt nhau. Tại sao chị bấm cửa chị gọi chuông như thế mà chả ai ra mở cửa cho chị? Dù có ghét chị thì cũng phải ra mở cửa cho chị, vào nhà rồi chị về cũng được, làm sao mà lại không mở cửa cho chị? Này! Ai lại... À, chú Thái ơi, cái vé số. Thôi chị ạ, em mua rồi, em mua rồi. Trời ơi, chị bảo cái vé số mà hôm qua chị bán cho chú ấy, trúng giải độc đắc 3 tỷ đấy. Hả? Ba tỷ. Trúng độc thôi rồi, 3 tỷ. Này có gì á? Cho chị ít làm lấy lộc thôi, chị chỉ lấy lộc thôi chứ chị không lấy nhiều. Chúng ba tỷ liền chứ chú này ơi. Vé số đâu? Đốt rồi. Đốt 3 tỷ rồi. Ai đốt? Cả hai cùng đốt. Thế là đốt rồi à? Ngu nhỉ? Ơ thế mà xui quá. Thôi, chị về nhá. Thôi rồi. 15, 20, 25, 27. Mình về rồi. 29. Này, hôm nay ăn gì để dưa lấu? Ôi giời ơi, ăn cái gì mà chả được, cái việc nữ công gia tranh mà cũng phải hỏi ăn gì. Đang đếm mà dựng đếm cái đầu. 5, 10, 15, 27, 29, 31, 33. Sao lại là 33 này? Tôi cấm chỉ cô lô đề nhá. Cấm tuyệt đối nghe chưa? Cao giọng thế. Điên à? Ai lô đề cái gì? Thì đấy là bảo thế. Người ta đang đếm tiền thưởng là được 3,3 triệu, hiểu chưa? Hãm. Ai hãm? Con mụ kế toán ấy. Sao mà hãm? Nói cho mà biết nhá. Cái con mụ đấy ấy, em dùng từ hãm với bà ấy là không phải một mình em dùng đâu. Cả công ty đều dùng cơ. Quá hãm luôn, rất là hãm. Vừa hãm vừa bất công. Quá là bất công luôn, cực kỳ là bất công luôn. Tại sao bất công? Thưởng gì 3,3 triệu? Chia chác kiểu gì? Hả? Cả một tập thể mà lại chia được có 3,3 triệu. Ôi giời. Mà biết là một tập thể bao nhiêu người không mà lại chia 3,3 triệu. Một lén tiền thưởng không bằng một đồng tiền công. Ôi giời ơi, này. Không biết thì dựa cột mà nghe. Hiểu chưa? Các cụ bảo rồi, biết thì thưa thớt, không biết dựa cột mà nghe. Đã rốt lại cứ tỏ ra khoe hay khoe chữ. Thế nào là một gì? Vừa nói là một gì? Một lén tiền công không bằng một đồng tiền thưởng. À ừ, lần này thì lại nói đúng. Có thưởng là vui chứ còn gì nữa. Nhưng mà thưởng như thế này thì chia kiểu gì mà cả một tập thể ấy. Hả? Biết một tập thể của người ta bao nhiêu người không? Tập thể bao nhiêu người? 3 người. Có 3 người mà em cũng bảo là tập thể. Ôi thế ngày xưa có đi học không? Hả? Người ta chỉ dùng số ít là 1 thôi. Còn từ 2 trở lên đã là số nhiều rồi. Và đằng này của người ta những 3 người. Thế 3 người không là một tập thể à? Không nhiều à? Mà bây giờ chia được có 3,3 triệu. Mà trong một tập thể đấy thì phải có người đứng đầu, có người đứng mũi chịu sào chứ hả? Ai là người đứng mũi chịu sào? Em chứ ai. Nói cho anh biết nhá, không phải tự hào đâu. Em chỉ dưới 1 người thôi nhưng đứng trên vạn người luôn ấy. Về nhà em chỉ có thua anh thôi nhá. Chứ còn là em đến công ty nhá, hết ra lửa luôn đấy. Ở trong nhóm của em là trưởng nhóm, em nói mọi người phải răm rắp làm theo, anh hiểu chưa? Đấy, mà trưởng nhóm đứng mũi chịu sào bao nhiêu công việc mà lại chia được có 3,3 triệu. Nếu mà để chia đều ra mỗi người được 1,1 triệu, trưởng nhóm đứng mũi chịu sào, đầu tàu, quá bất công, rất chi là bất công. Thế bây giờ nói vì sao lại bất công? Vì nếu mà làm tốt, lợi cả nhóm cùng hưởng, tiếng cả nhóm cùng được. Thế nhưng mà không làm được, chả may mà sơ sẩy cái gì, ai là người chịu? Trưởng nhóm chịu, đầu tàu chịu. Thế Thế mà bây giờ làm tốt rồi, được thưởng 3,3 triệu thì chia ra 3 người, mỗi người 1,1 triệu, trưởng nhóm cũng được 1,1 triệu, không bất công à? Anh thấy chia thế là đều rồi còn gì nữa, mỗi người 1,1 triệu còn em còn kêu cái gì nữa. Thế thì không kêu, mà cấm nước chứ nhỉ? Anh quên, để anh đi lâu nhá. À mà này, cái gì nữa? Em hỏi anh nhá, anh hay nội trợ, mọi việc nữ công gia chánh trong gia đình anh đều đảm nhận. Bây giờ anh thử hạch toán cho em xem, nếu bây giờ mình làm một bữa gọi là lẩu hải sản đi thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Linh đình đi. Linh đình? Ừ. Chắc thì cũng tầm 1 triệu thôi. Tươi không? Tươi. Dãy đành đạch luôn. Đầy đặn không? Đầy đặn. Thấy được không? Em sẽ đưa cho anh hẳn 2 triệu. Anh mua cho em một bữa thật linh đình để em mời tập thể đến ăn. Ô hay nhỉ? Sao nay em lại hào phóng thế? Mời cả một tập thể đến nhà mình ăn. Ừ. Ô hay. Bố mẹ tôi còn chẳng bao giờ mời, lại mời cả những cơ quan đến ăn là sao? Tóc đông đãi gà rừng. Nhưng người ta mời tập thể đến ăn là vì sao? Vì đây là tiền tập thể, hiểu chưa? À, rồi. Bây giờ nếu mà chỗ này mà đi ra nhà hàng 3,3 triệu liệu có đủ không? Nếu chả may không đủ, mỗi người lại phải lệ quyên, mà trong khi đó mình lại là trưởng nhóm, chả nhẽ mình lại bảo mọi người lệ quyên cùng, mình mà bỏ ra nốt thì để có màn chết à? Bây giờ mình mời mọi người đến ăn 3,3 triệu, nhưng mình chỉ ăn hết khoảng 2 triệu là đầy đạn thôi, tự dưng lãi 1,3 triệu, chả ai biết đấy là đâu. Ê. Thế là mình có 1,3 triệu đút túi à? Ừ, mà mình lại có tiếng nữa. Mà anh thông minh cả đấy. Không chuyện, vì là người ta là trưởng nhóm, là đầu tàu thì không thể bất công được, hiểu chưa? Hiểu. Ê, nhưng mà có tiền. 5, 10, 2. Sao vậy 5, 10, 2 này như nào? Thiếu. Thiếu à? Đấy. Thế là trời ơi. Đầy đặn vào nhá. Rồi, yên tâm. Này, hai đứa ăn đi, đưa chị bóc bánh cho mà ăn này. Ừ. Hay đây ăn một quả chuối đi, chuối ngự đấy, ngon lắm chị. Ngon quá, khéo vâng. Thật đi. Đấy. Được không hả chị? Mà hôm nay là cái bữa lẩu rất là ngon nhá. Dạ. Hải sản thì rất là tươi. Vâng. Sao mà khéo thế không biết. Em với chồng em đấy chị ạ. Được cái là nấu ăn các thứ là đảm lắm cơ. Nhất là cái món lẩu là khéo tay cực luôn đấy. Ừ. Đấy, chị bảo thế có thể vui không? Dạ. Tụ tập đoàn kết đến đúng. Đây ăn uống. Đúng không? Đúng rồi. Hai đứa xem đấy. Đấy, chị xem. Tiền thưởng bây giờ mà cứ chia ra mỗi chị em mấy đồng à, nó mất hết tình cảm đi. Đấy, cùng là 1 đồng tiền thưởng, em mà cứ gọi hết cả đội đến ăn uống và nhậu nhẹt đập phá cho nó linh đình chị ạ. Như thế nó mới tình cảm. Hai đứa nghe chị Linh đấy. Có đồng tiền thưởng phát là gọi mọi người đến để ăn uống đập phá luôn. Vâng. Như thế mới xứng đáng là tổ trưởng, hiểu dạ, chưa? Dạ. Rất là tuyệt vời. Dạ. Chị là hoan nghênh em lắm đấy. Dạ, vâng, em cảm ơn chị ạ. Thôi chị đi về nhá. Dạ. À quên. Còn 6,6 triệu, mỗi đứa 3,3 triệu tiền thưởng của hai đứa. Chị đưa cho hai đứa, quên mất. Chị ơi, hả? Thưởng gì đấy hả chị? À, thì mỗi đứa được thưởng 3,3 triệu. Hôm trước là chị đưa cho em rồi đấy, cái phong bì 3,3 triệu hôm trước đấy. Mà cái bữa lẩu hôm nay đấy. Dạ? Ừ, hôm nay chị mới đưa cho hai đứa. Ơ, thế là hôm trước là chị lại đưa cho một mình em thôi ạ? Ừ, đúng rồi, quên không đưa cho hai đứa. Ơ, thôi không sao, cảm ơn em. Dạ. Em là có tinh thần rất là cao đấy nhá. Tiền không là cái gì cả, cứ phải ăn uống đập phá nhỉ. Này, thế nhá, chị cảm ơn nhá. Chị đi về đây. Thế hai đứa có đi về luôn không? Chị cho đi nhờ xe. Vâng ạ. Ờ, đi lâu luôn. Về nhá Linh nhá, cảm ơn Linh nhá. Bất công. Mẹ. Hả? Bố đâu rồi? Bố mày trong nhà. Sao không gọi bố ra uống nước? Con đang có chuyện muốn nói với cả bố cả mẹ đây. Chuyện gì thì nói với mẹ, thì bố mày còn đang rửa bát ở trong nhà làm sao? Nói lại với mẹ rồi mẹ truyền đạt cho. Có vấn đề gì? Tình hình là con muốn đưa người yêu về ra mắt gia đình. Ôi trời, có người yêu rồi à? Ừ, mẹ nhìn con này xong có người yêu. Này mẹ bảo thế là nó năm nay bao nhiêu tuổi, có xinh đẹp không, nhà nó ở đâu, bố mẹ nó làm gì mà lương nó tháng nó bao nhiêu con? Mẹ hỏi cái câu hỏi mà giống hệt người yêu con. Đầu tiên mới quen nhau cũng hỏi là bố mẹ làm gì rồi lương tháng bao nhiêu. Này, có sợ nó đào mỏ không? Mẹ một cười, nhà mình làm gì có cái gì cho nó đào. Mẹ cứ lo như thế, nhưng mà thôi con tầm này có người yêu là tốt rồi. Thì quyết định cho nó đến đi nhá. Ngày mai cho đến luôn. Không, bắt đứng ở đầu ngõ rồi. Mẹ ok cái cho vào ngay. Sao lại đến đây luôn rồi à? Con bắt đứng ở đấy luôn. Con phải dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về luôn. Rồi cái thằng điên này nắng nôi như thế, mày bắt nó đứng ở ngoài đường thì ra gọi nó vào đây nhanh. Đấy là thử thách của con, mẹ hiểu không? Bây giờ con ra đấy mà còn đứng ngoài đấy thì con yêu à, còn không đứng ngoài đấy nhá, nghịch luôn. Chào chào bác ạ. Ôi giời, ai mà cho vào đây à? Bắt đứng ngoài đầu ngõ các bạn. Đi vào. Vào này khẩn trương. Vào. Vớ vẩn chưa cho vào. Này, mẹ bảo này, mẹ vừa nhìn thoáng cái tướng nó phố Pháp thế mà con thế này về khéo không cẩn thận là sức khỏe con hao mòn theo năm tháng đấy. Mẹ nhìn con này làm gì còn cái gì nữa để hao để mòn đâu. Mẹ yên tâm. Đi lâu ấy nhỉ? Vào nhanh đi. Đi nhỉ. Con. Dạ. Đừng quát. Chào bác ạ. Chào cháu. Giới thiệu với mẹ. Đây là Hạ, 23 tuổi, người yêu con, quê ở Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Hạ Lôi à cháu? Dạ. Nghe quen quen nhỉ? Vâng. Dương, con sang bên này ngồi cho nó tình cảm với bạn con đi. Bác ơi. Thực ra là ở quê hương của cháu ấy đã thực hiện cách ly đầy đủ và bây giờ dập được dịch rồi, bác đừng lo ạ. Không, bác không lo gì đâu mà. Nốt hôm nay là hết dầu rửa bát rồi nhá. Chiều vào đi siêu thị mà mua. Có mấy cái bát mà nghĩ là ngủ ở trong đấy. Cháu, sao? Hết dầu thì phải mua chứ còn gì nữa. Thôi, để con thư chuyện luôn. Có bố với mẹ ở đây rồi. Đây là người yêu con. Hôm nay đưa về ra mắt bố mẹ. Cháu tên là... Dạ, cháu là Hạ. Con nhà ai? Dạ, cháu là Hạ, con bà Hành ở xóm Lò ạ. Ốc tre đúng không? Đúng rồi ạ, sao bác biết ạ? Không, ông của cháu nó vừa mới đến mà cứ điều tra lý lịch của nó. Đưa cái tay đây. Bố ạ. Tình hình là nếu mà thuận lợi thì sang tháng cho phép con cưới luôn ạ. Con máu lắm rồi. Cưới luôn à? Bỏ cái tay ra. Cái gì? Không có cưới xin thì hết nhá. Làm sao mà không? Tôi là tôi cấm tuyệt đối. Cấm ạ? Cưới xin cái gì? Làm sao mà cấm? Thế ông định để cho thằng bé nó ở như thế để đến già? Nó muốn ở đến già thì nó đến quá già đi thì đấy là việc của nó. Nó đến tuổi rồi phải cho nó yêu đương, phải cho nó cưới vợ. Nó yêu đương ai thì yêu đương, cưới ai thì cưới, cấm chỉ. Cấm chỉ làm sao? Riêng con Hành nhà Hạ này là tôi cấm chỉ. Làm sao mà cấm chỉ? Tại sao ạ? Ông có cái vấn đề gì mà cấm chỉ? Ông nói cho tôi nghe hả? Thôi bây giờ cháu cứ tạm thời ra ngoài kia, quay mặt đi bịt tai lại nhá, để gia đình bác bàn cái chuyện riêng một chút. Cháu thông cảm nhá, cứ đi ra ngoài kia một lát thôi nhá, xong lại quay vào, yên tâm nhá. Vâng, thế cháu xin phép hai bác ạ. Hạ ơi, Hạ đứng đây thôi, đừng về nhé. Nãy anh chị tí thôi, đừng về Hạ nhá. Rồi con. Hạ ơi, đứng đây thôi nhá. Làm sao mà phải biết gì thế? Ông có cái chuyện gì ông nói đi. Ông nói ngay đi xem nào. Tại sao bố không cho con cưới Hạ? Ông nói đi xem nào, làm sao là cứ phải móc họng ạ. Nhưng mà tôi nói thì bà phải hứa, bà phải thề, bà không được làm gì tôi cơ. Tôi làm cái gì? Ông nói đi thì tôi mới biết được chứ. Cái chuyện này nó cũng qua lâu rồi. Cái hồi thằng này có 3 tuổi ấy, hồi tôi không có việc gì tôi đi làm phu hồ ấy. Xong rồi tôi làm ở ấp tre, chỗ dưới chỗ Hạ Lôi ấy. Sao? Thì tôi xong nữa thì tôi gặp cô Hành và tôi chót. Có mỗi một lần gặp mẹ cái con bé này á thì nó mới ra con Hạ này đấy. Ôi ôi, nó là em mày cho nên là tao cấm tuyệt đối, nhớ chưa? Thế là con yêu em gái của con ạ, chứ còn gì nữa. Sao? Thế là toang rồi mẹ ơi, tan vỡ rồi. Ít con ơi, thôi con ơi, con bình tĩnh đi con. Bình tĩnh sao được? Bây giờ tan vỡ mối tình sâu đậm nhất trong cuộc đời của con, làm sao con bình tĩnh được? Thôi con, không nói nữa. Mẹ nói cho con nghe đây. Không còn gì nữa đâu mẹ ạ. Con. Không còn. Con. Còn gì? Mẹ nói cho con biết, con cũng có phải là con của bố con đâu. Hả?